Xin chào các bạn. Video này sẽ trình bày với các bạn về mối đe dọa từ các sản phẩm dịch vụ thay thế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là một trong những áp lực trong mô hình 5 áp lực cạnh tranh phân tích môi trường ngành do Porter công bố năm 1979. Mối đe dọa từ các sản phẩm dịch vụ thay thế là từ những sản phẩm từ lĩnh vực kinh doanh khác nhưng có khả năng thỏa mãn tương đối nhu cầu của khách hàng về sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp. Các sản phẩm tồn tại với khả năng đáp ứng nhu cầu tương đương nhưng hiệu suất tốt hơn sẽ có khả năng thay thế tốt hơn. Ví dụ sản phẩm thay thế của gạo là bột mì, ngô, khoai, sắn. Khi giá bột mì quá thấp, một bộ phận người tiêu dùng sẽ có xu hướng sử dụng nhiều hơn sản phẩm này để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng chất bột, qua đó tác động làm giảm nhu cầu các sản phẩm thay thế, gồm cả gạo. Các đe dọa thay thế tỷ lệ nghịch hoặc thuận với các yếu tố chính sau. Đầu tiên, chi phí chuyển đổi khi sử dụng sản phẩm thay thế đóng vai trò quan trọng, bởi nếu chi phí này cao, khách hàng sẽ ít có động lực thay đổi. Thứ hai, Xu hướng tiêu dùng hàng thay thế cũng ảnh hưởng mạnh đến mối đe dọa này. Nếu khách hàng có xu hướng ưa chuộng sản phẩm thay thế, mức độ đe dọa sẽ tăng lên. Giá cả và mối tương quan giữa giá và chất lượng của các sản phẩm thay thế cũng đóng góp vào quyết định của người tiêu dùng, đặc biệt là khi sản phẩm thay thế có thể mang lại hiệu suất tương đương với giá thành cạnh tranh. Ngoài ra, lòng trung thành của khách hàng với sản phẩm hiện tại giúp giảm thiểu rủi ro từ các sản phẩm thay thế, đặc biệt khi khách hàng đã hình thành mối quan hệ gần gũi với sản phẩm hoặc dịch vụ. Những yếu tố này kết hợp lại tạo nên mức độ ảnh hưởng của các sản phẩm thay thế, phản ánh sự thuận nghịch trong đe dọa từ sản phẩm thay thế đối với doanh nghiệp. Các mối đe dọa từ sản phẩm dịch vụ thay thế có thể được dự kiến bằng hai cách. Thứ nhất là tiến hành nghiên cứu chức năng sử dụng của các sản phẩm dịch vụ. Có thể là sản phẩm dịch vụ thay thế đối với sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp ở mức độ rộng nhất có thể. Thứ hai là giám sát chặt chẽ sự xuất hiện của công nghệ sản xuất mới, cho phép tạo ra sản phẩm dịch vụ ưu việt hơn cả về chức năng và chi phí, có thể thay thế đương hoặc thậm chí thay thế hoàn toàn và loại bỏ sản phẩm dịch vụ hiện tại của doanh nghiệp Ví dụ, trong thị trường phần mềm bán hàng, các phần mềm công nghệ mới như Air và các giải pháp trực tuyến từ những công ty lớn như Google hay Microsoft có mức độ cạnh tranh rất cao. Ngược lại, các phương pháp thủ công truyền thống lại có mức độ cạnh tranh rất thấp do không đáp ứng được nhu cầu hiện đại hóa và tự động hóa trong quản lý bán hàng. Chúng tôi xin kết thúc video tại đây. Nếu bạn thấy video của chúng tôi hữu ích và cung cấp kiến thức bổ ích, hãy cho video này một like và đăng ký theo dõi kênh của chúng tôi nhé còn rất nhiều video kiến thức khác chờ bạn click chọn và theo dõi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi